bé 3 tuổi xấu số bị găm đinh đã về đến quê nhà, con ra đi thanh thản, mọi đau đớn đều đã qua rồi. Sau 2 tháng kiên cường chiến đấu với những cơn đau đớn, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 12 tháng 3, bé DNA 3 tuổi canh nậu thạch thất bị nhân tình của mẹ găm đinh vào đầu đã không qua khỏi. Vậy là không có một phép màu nào đến với bé gái tội nghiệp. Luật sư Lê Hồng Hiển, giám đốc hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé DNA cho biết, sau khi mổ pháp y, cơ quan chức năng xác định trong đầu bé A có tất cả 10 chiếc đinh, chứ không phải là 9 chiếc như thông tin trước đó. Những chiếc đinh gỗ dài khoảng từ 1 đến 2 phân đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra. Anh Đỗ Hữu Trung, bố bé A, là đại diện gia đình được mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi nạn nhân. Nguyện vọng gấp đinh ra khỏi hộp sọ con gái được hoàn thành. Anh Trung nhẹ nhõm bày tỏ, con tôi dù có chết đi chăng nữa cũng không còn đau đớn. Sáng ngày 13 tháng 3, anh Đỗ Hữu Toàn, bác ruột bé NA chia sẻ trên trang cá nhân, hiện tại đã lấy được hết 10 chiếc đinh trong đầu và đưa cháu về đến nhà hộ phúc quê nhà để làm lễ. Đến 14 giờ cùng ngày, gia đình sẽ đưa cháu về công viên Vĩnh Hằng tại Ba Vì để hỏa thiêu. Xong xuôi sẽ đưa tro cốt của cháu về quê nhà để an táng. Sau khi thông tin này được chia sẻ, hàng nghìn dân mạng đã để lại bình luận xót thương cho số phận hẩm hiu của bé 3 tuổi. Trên màn thờ, ảnh NA với nụ cười hồn nhiên lém đỉnh khiến ai cũng không thể kìm được nước mắt. Trong tang lễ tại nhà hộ phúc, hai cháu bé là chị ruột của DNA cùng anh Đỗ Hữu Trung, bố bé 3 tuổi, đứng thắp hương cho em gái, cảnh tang tóc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thấy mà quặn lòng. Trước đó, túc trực tại bệnh viện suốt đêm đến rạng sáng ngày 13 tháng 3, chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, mẹ bé A liên tục khóc nức nở. Nhận tin con gái qua đời, chị Luyến vội bắt xe từ phòng trọ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội đến thẳng bệnh viện. Chị dằn vặt lương tâm, tự trách bản thân và người tình đã gây ra cái chết đau đớn cho con gái chị mới 3 tuổi. Tôi ân hận vô cùng, không nghĩ anh ta lại hành hạ con gái mình, Luyến nức nở. Khi biết nhân tình đóng đinh vào đầu con gái, Luyến rất sốc, chị không thể ngờ người chị từng tin tưởng lại hành hạ đứa bé một cách rất dã man. Theo Luyến, trong cuộc sống hàng ngày, Huyên là người sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng hay suy nghĩ. Luyến nói hối hận vì đã đến với Huyên và tự nhận xét bản thân là một người mẹ tồi vì đã không bảo vệ được con mình. Từ ngày bé A cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, chị Luyến đến bệnh viện 3 lần, nhưng chỉ duy nhất một lần được vào gặp con. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh chằng chịt dây nhợ, chị dây dứt và đau xót. Ở bên con được 5 phút, người mẹ chỉ kịp sờ tay, không được ôm hôn. Ai ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được gặp con, Luyến bật khóc. Tôi rất thương con, chỉ muốn con có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, không ngờ lại ra nông nỗi này. Bao nhiêu công lao nuôi con giờ tôi mất hết, một phút sai lầm cả đời không bao giờ quay lại được. Sự việc đau lòng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đến chúng ta, hãy nói không với nạn bạo hành trẻ em và đừng im lặng khi thấy một đứa trẻ bị bạo hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.